hết bèo khai rồi, khi còn bèo dĩa. Bèo khai, bánh bèo khai có nghĩa là 40.000, và bèo dĩa là giá 20.000, bánh nập 20.000, bánh lọc 20.000, bánh nam tích 20.000. Theo bé Hương thì ăn bánh nậm cũng phải ăn với mắm của bánh bèo luôn. Đang làm bánh chan lên nè. Bánh lọc với mắm mặn. Chỉ có bánh lọc mới ăn nước mắm mặn này thôi nha các bạn. Giờ thì ăn bánh bánh nậm thì như thế nào? Nãy giờ nó cũng giống giống vậy. Có thịt thôi. Có giấy, tôm giấy. Đây. Ăn lớn, cay quá. Mềm mịn. Ăn được, ăn ngon, cắn một bớt của nó cài lắm rồi. Ngon cay nha. Chúng bớt rồi, cài á. Cài thì biết mà. Ừ. Cài quá. Thì ăn cay không nổi à? Bớt mà còn gì ăn cay không nổi à? Bánh bèo này mỏng. Cay mà cay. Nhưng mà ngon, ngon là tại cái nhân nữa các bạn. Giờ mình cho mình giờ mình cho thêm cái bánh bột lọc. Chấm với nước mắm mặn mặn. Ngon. Nước mắm mặn mặn. Vô. Ngon vô cùng. Cay quá, cay quá, cay quá. Nó có bán nước không? Ngon lắm. Cà đá có cà đá miễn phí. Từ phục vụ tại đây. Tôi quyết định mình ăn thêm cái cục chả. Thấy gần khác biệt với sáng như thế nào nha các bạn. Đây. Dạ. Ủa anh không ăn tỏi, sáng mình ăn tỏi mà. Dạ, bị ăn cay quá. Thơm, ngon lắm. Ngon rồi sáng. Chả này ngon lắm. Ngon. Cái thiệt cái mẹ. Cái thiệt. Di chuyển cái đi anh. Không thà lấy một kiến coi nha. Bây giờ muốn không là thục lét là cười liền. À. Đi chưa? Con đang ngắm cái cầu mà nó không bật đèn thấy. Nó thấy chứ. Nhưng mà vì OK, cảm ơn bạn đã quay lại với My Jason Channel. Bây giờ mình sẽ cùng tiếp tục các bạn trải nghiệm trên sông Hương. Và đây là cầu Trường Tiền. Thì nó có những thuyền rồng chạy dọc theo sông sông và có hát thì nếu mà đi tàu không mà không có hát thì là khoảng 200.000 bao đi ba cầu, và nếu mà có hát thì hình như là hồi nãy nghe nói là bao nhiêu á, là 100 hay là bao nhiêu thôi chưa hỏi, lát mình hỏi kỹ lại. Thì lên chảnh có ca hát ca nhạc cung đình đó các bạn, để coi lát mọi người có còn sức đi nổi không, tại hôm nay đi ở trong cung đình rồi nên mọi người hơi mệt, chỉ muốn xuống ngắm chút xíu thôi. Thì đây là cầu Trường Tiền nha các bạn, sẽ thay đổi đèn nè, các bạn thấy đèn chạy nữa không, đẹp không? Chị này cứ đi theo hoài tại vì muốn rủ đi tàu đó, quyên một đòn là trả 200.000 chở đi tàu và cầu không có hát cung đình, nhưng mà mọi người thì hơi mệt. Chống
trong cả nhà mình tắm đi. Không có biên hoài đổi tập hoài á. Theo cầu của mọi người trong gia đình thì em sẽ thổi một bản quê hương là Chùm Khế Ngọt tặng cho tất cả người nhà mình trở về Việt Nam có một cái kỷ niệm. Hay quá. Tuyệt vời, tuyệt vời. Em nhỏ ở đây ngồi đánh đàn bên sông sông Hương. Wow, vui quá.
yêu văn nghệ hay quá. Đây là bác sống ở trên thuyền bán cá phóng xanh. Anh đi ơi, gửi bác cho anh đi. Bác ơi, tụi con gửi. Bác ít tiền. Dạ dạ không có gì bác ơi. Dạ dạ. Dạ con cảm ơn bác. Cảm ơn bác cho tụi con tạo điều kiện cho tụi con làm từ thiện. Cảm ơn bác. Dạ dạ. Bác giữ gìn sức khỏe nha. Dạ dạ. Ok dạ bye bác. Ok, gia đình mình tiếp tục làm từ thiện tiếp các bạn. Cái này là chỉ những làm từ thiện bất chợt và gia đình mình đã làm rất là nhiều. Dọc từ Đài Loan về tới Việt Nam, gặp đâu cho đó. Giống như mình từ mấy ngày nay mình cứ gặp mấy em nhỏ hoặc là các cô bán vé số thì mình cứ cho tiền. Mình không lấy vé số. Hoặc là có đôi lúc lấy một tờ làm tượng trưng, tại có nhiều cô không có thích nhận tiền lắm á, thì mình lấy một hai tờ tượng trưng rồi cho những người thân ở đây thôi, giúp cô mua một phần vé số cho cô. Nhưng mà đó là cái chuyến, mục đích của chuyến du lịch kỳ này của gia đình mình, trải dài từ Đài Loan về tới Việt Nam, và số tiền từ thiện này là có một phần nhỏ. Gia đình mình, bên gia đình mình làm từ thiện nhỏ thôi, nhưng mà bên vợ mình thì sẽ làm từ thiện với một số tiền lớn. Mình sẽ về Mỹ sớm, nhưng mà vợ mình và các cô cậu dì sẽ tiếp tục làm từ thiện từ ở Đà Nẵng vào tới trong miền Nam. Thì hy vọng cái số tiền ít ỏi của gia đình mình và mọi người sẽ góp một phần nhỏ giúp cho những ngày vui vẻ của bác. Bác thả cá phóng xanh nè các bạn. Thì mình không có mong là cái chuyện mà thả cá phóng xanh như vậy. Mình chỉ muốn là góp một phần nhỏ tiền để cho bác sống qua ngày thôi. Bác muốn làm thì cũng được, cũng không sao. Dạ, yeah. Có thấy. Hy vọng là mọi sự thật là bình an cho tới bác và những người mình đã từng trải qua. Cuộc đời có những dao động giống như cuộc sống mình và mọi người, nó giống như mặt sông lặng này nè. Thấy nó lặng vậy chứ mà đôi lúc nó cũng nhấp nhô. Thì hy vọng mọi người đều có sự bình yên và có một khoảnh khắc nào đó để tìm thấy chính bản thân mình. Hy vọng mọi người vui vẻ nha. Chuyến này thì mình tuy là nói là quay cho các bạn thấy những cảnh trải dài từ Đài Loan về với Việt Nam, nhưng mà mục đích chính của gia đình không phải là du lịch mà đi làm từ thiện. Đây hồi nãy cậu gì thì nãy cho tiền cho bác, nhưng mà cuối cùng thì mọi người thấy nhiều con cá quá, tội quá, phóng xanh hết. Trong trọng thì có con cá chê rồng màu hồng nữa. Nói chung là mình không có quay mấy cái cảnh không thả như vậy. Có nghĩa là nó bơi ra lặn xuống thì nó quay lên lại, nó quay. Con gì? Con chê rồng trắng. Cái chê rồng trắng hả? Hồng á. Thôi nói chung là hôm nay làm phước thiện mình thả hết nguyên một ghe rồi. Thì hy vọng là mọi người đều vui vẻ hết. Làm một chút từ thiện với bác. Bác là người già sống trên ghe nha các bạn. Mình hy vọng mọi sự bình an tới bác. Hồi nãy cậu Thị có quay hả cậu Thị? Đang thả cá đi quay lên. Thôi tại vì nó hết đi, hết thấy cho phải xóa phim này. Thôi được rồi. Ok, sau khi làm một ít từ thiện thì bây giờ bắt đầu đi tìm món chè
gọi là món chè nổi tiếng ở Huế nha các bạn, cạnh sông Hương Nùi Ngư. Thì bây giờ quán chè này là ghế sấp không ạ các bạn ơi. Nói chung là mình lại mình trải nghiệm thử coi chè nó có gì ngon nha. Ok, tiến vào. Nó gọi là chè mỡ tôm đích, đặc biệt là chè heo quay. Thì rất là đông các bạn. Không biết chè ngon như thế nào mà đông lắm. Cô chị mà chị tên gì? Mà chị tên gì? À, chị tên Xuân. Nhưng mà quán chè là chè mỡ tôm đích nha. Rồi các bạn nếu mà ghé sông Hương thì đừng quên ghé quán này nha. Mình thấy hấp dẫn lắm, là đủ là chè hết, chè trái cây, chè tùm lưng, táo sọn, nói chung là không biết chè nhưng mà thấy ngon. Ok, ủa ngồi ở đâu vậy trời? Úp. Đây, quán chè đường phố, cửa ly cửa chén tại bên bên lề đường luôn các bạn. Nhưng mà ngon nha. Ok, đây là cách ăn chè ở đây. Chè gia truyền, mỡ tôm đích menu, chè tiếng vua, bột lọc thịt quay, hạt sen, điều ngự, các loại chè khác, trôi nước, thịt đông xương, đậu ván, thạch cẩm, đậu xanh. Đây các bạn thấy giá tiền ở nhà khoảng 15k. Giá rất là ngon, gọi là tương đối bèo đấy các bạn, nhưng mà bảo đảm ngon nha. Nói là order 12 loại chè nha các bạn. 12 loại chè. Nhà mình order 2 mâm chè 12 chén khác nhau. Thì bây giờ dồn chung một loại để mọi người thưởng thức từng kiểu, từng mùi vị khác nhau nha các bạn. Nói chung là bụng không thể chứa nổi. Nhưng mà một đây là gia đình mình nha. Tốt đầy. Không, dạ không. Thì con về. Cảm ơn chú. Theo anh Phụng tài xế nói á, thì dọc theo cái con đường sông, dọc theo sông Hương á, thì nó có Bắc và Nam. Bên Nam bên kia đường á, là nhà cao tầng thì mọi thứ bán mắc hơn, bên Bắc thì rẻ hơn. Và bên Bắc á, thì sẽ không có được xây nhà cao tầng, tại vì nó dính vào cái cung đình Huế này nè, nên mọi thứ đời sống nó vật giá nó thấp hơn.